Nick dẫn lời cựu sĩ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA Larry Johnson cho biết, vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ít nhiều có sự hỗ trợ của Mỹ và Anh. Ông Johnson phân tích, họ biết về hành động này trước khi nó xảy ra bởi phương Tây cần đánh giá tác động của vụ tấn công trước khi thực hiện. Cựu quan chức CIA cũng dẫn chứng việc tàu chiến Mỹ và Anh tiến vào Địa Trung Hải thời gian gần đây, động thái này nhằm chuẩn bị cho một phản ứng nhanh nếu xung đột trong khu vực leo thang đáp lại iran cho biết họ sẽ sớm có động thái đáp trả tương xứng nhằm vào israel trong thời gian tới đồng thời cáo buộc israel có liên quan đến vụ ám sát ông Haniyeh. hiện cả hezbollah và hamas đều tuyên bố sẽ trả đũa sau cái chết của ông Haniyeh. ông johnson nói thêm hành động ám sát thủ lĩnh hamas cực kỳ nguy hiểm vụ tấn công này quá trắng trợn đến nỗi tôi không nghĩ rằng iran hay hezbollah sẽ có bất kỳ sự kiềm chế nào theo ông Johnson, bất kỳ ai đứng sau vụ ám sát Ismail Haniyeh đều đẩy sự việc đi quá xa. Điều này có thể dẫn đến xung đột vượt khỏi tầm kiểm soát. Khi được CNN hỏi về vụ ám sát Haniyeh, phát ngôn viên quân đội Israel cho hay họ không phản hồi thông tin trên báo chí nước ngoài. Hamas tuyên bố vụ ám sát do những người thuộc chủ nhiệm Phục quốc do Thái ám chỉ Israel thực hiện. Tại buổi họp báo của quân Cảng Subic ngày 31 tháng 7, trong chuyến thăm và làm việc tại Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói ông không có bất kỳ thông tin nào có thể chia sẻ thêm khi được hỏi về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Washington vẫn tin tưởng các bên có thể tránh kịch bản chiến tranh quy mô lớn ở Trung Đông và vẫn luôn có dư địa cùng cơ hội cho biện pháp ngoại giao. Khi được hỏi Mỹ sẽ hỗ trợ Israel như thế nào trong trường hợp xung đột bùng phát trên diện rộng, ông Austin cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ bảo vệ Israel nếu nước này bị tấn công, song tái khẳng định ưu tiên hàng đầu vẫn hạ nhiệt căng thẳng. Theo truyền thông Iran, vụ ám sát thủ lĩnh Hamas xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng ngày 31 tháng 7, ông Handige khi đó đang lưu trú trong khu nhà đặc biệt dành cho cựu binh nằm ở phía bắc thủ đô Tehran. Báo cáo sơ bộ cho thấy ông thiệt mạng do quả đạn dẫn đường từ trên không đánh trúng khu nhà làm ông Haniyeh và một vệ sĩ thiệt mạng. Kênh Press TV của Iran hôm 31 tháng 7 dẫn thông báo của IRGC xác nhận ông Ismail Haniyeh và một trong số các vệ sĩ của ông đã thiệt mạng khi nơi lưu trú của họ ở thủ đô Tehran bị tấn công. IRGC khẳng định họ đang điều tra vụ việc và sẽ sớm công bố kết luận. Ông Haniye có mặt tại thủ đô Tehran để dự lễ nhậm chức của Tổng thống Iran Masoud Pejeshkian, theo Press TV. Truyền thông Iran mô tả đây là một vụ ám sát nhưng chưa đưa ra cáo buộc nào. Ông Haniye là thủ lĩnh chính trị cao nhất của phong trào Hamas kể từ khi chiến sự giữa Israel và Hamas nổ ra ở giải Gaza năm ngoái, theo Aviv tuyên bố họ sẽ nhắm mục tiêu vào các quan chức cấp cao Hamas dù họ ở đâu. Tháng 6 năm 2024, em gái ông Haniye cùng chồng và 8 người con đã thiệt mạng trong một vụ tập kích của Israel nhắm vào khu trại tị nạn Al-Shati ở phía bắc giải Gaza. Trước đó 2 tháng, ba người con trai của ông Haniye cũng qua đời sau khi ô tô của họ bị tấn công gần Al-Shati. Sự việc ông Haniye thiệt mạng do một vụ tấn công trên lãnh thổ Iran được cho là sẽ khiến căng thẳng ở khu vực leo thang nghiêm trọng. Israel hiện chưa bình luận về thông tin trên. Một tòa nhà ở thủ đô Beirut của Liban đã bị phá hủy trong một cuộc không kích tối ngày 30 tháng 7 của Israel. Theo truyền thông địa phương, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại khu vực kharad Hreik ở thủ đô Beirut, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 20 người bị thương. Quân đội Israel IDF xác nhận đứng sau vụ tấn công và tuyên bố cuộc không kích đã hạ chỉ huy cấp cao nhất của phong trào Hezbollah. Hiện chưa rõ vụ tấn công do máy bay chiến đấu hay máy bay không người lái Israel thực hiện. Hai nguồn tin an ninh ở Liban cho biết mục tiêu tập kích của Israel là Musin Shuk, còn được gọi là Fuad Shuk, người đứng đầu trung tâm hoạt động của Hezbollah. Theo nguồn tin, Musin Shuk chỉ bị thương nặng trong vụ tấn công. Israel quy trách nhiệm cho chỉ huy này của Hezbollah về vụ tấn công rocket cuối tuần trước nhằm vào khu vực Mazidan Sam ở cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, khiến 12 người thiệt mạng. Hezbollah ban đầu tuyên bố đã bắn tên lửa vào các địa điểm quân sự của Israel ở cao nguyên Golan, nhưng khẳng định họ hoàn toàn không liên quan đến cuộc tấn công vào al-Sam. Trong khi đó, Israel cho biết tên lửa này do Iran sản xuất được bắn từ khu vực phía bắc làng Chebaa ở miền nam Liban, đổ lỗi trực tiếp cho nhóm được Iran hậu thuẫn và nói rằng Hezbollah phải chịu trách nhiệm. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan nói, với cuộc tấn công vào al-Sam, Hezbollah đã vượt qua ranh giới đỏ. Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại căng thẳng leo thang thành xung đột quy mô lớn ở khu vực Trung Đông. Truyền thông Israel đưa tin, tùy thuộc vào phản ứng của Hezbollah, quân đội Israel coi cuộc tấn công Beirut là sự đáp trả cuối cùng đối với cuộc tấn công cao nguyên Golan. Ngoại trưởng Liban Adalan Ad Balkhabit hôm qua cho biết, chính phủ của ông lên án cuộc tấn công của Israel và dự định nộp đơn khiếu nại lên Liên Hợp Quốc. Ngoại trưởng Habib nhấn mạnh, Chúng tôi không nghĩ họ sẽ tấn công Beirut và họ đã tấn công Beirut, mong rằng mọi phản ứng sẽ tương xứng và không nhiều hơn thế để làn sóng giết chóc pháo kích này chấm dứt. Hezbollah và Israel bắt đầu giao tranh kể từ khi nổ ra cuộc chiến ở Gaza vào tháng 10 năm ngoái, sau khi Hezbollah bắt đầu bắn vào các mục tiêu của Israel để thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine ở dài Gaza. Giao tranh khiến khoảng 200.000 dân thường ở Israel và Liban phải sơ tán. Các hoạt động pháo kích hầu như chỉ giới hạn ở khu vực biên giới, và cả hai bên trước đây đều cho thấy họ không mong muốn một cuộc đối đầu rộng hơn ngay cả khi cuộc xung đột đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ chiến tranh. Mặc dù vậy, tình hình biên giới Liban Israel tiếp tục leo thang bất chấp nỗ lực ngoại giao của Mỹ và các bên. Lực lượng phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF, đã được cho là thực hiện một cuộc không kích vào nhiều mục tiêu ở miền nam Lebanon. Nhiều hãng tin đưa tin vào sáng sớm nay, Chủ nhật, ngày 28 tháng 7. Các quan chức Israel trước đó đã tuyên bố sẽ trả đũa sau khi 12 người thiệt mạng khi một quả tên lửa tấn công một sân bóng đá ở cao nguyên Golan bị chiếm đóng. Kênh truyền hình Al-Mana của Lebanon cho biết các máy bay chiến đấu Israel đã thực hiện các cuộc không kích vào các thành phố Enkidam và Qula ở miền nam Lebanon, cũng như ở vùng ngoại ô các thành phố Abbasiya và Buri al ở quận Tide, miền nam Lebanon. Ngoài ra, theo kênh truyền hình, họ còn phóng tên lửa vào làng Tai Theo al Jazeera, người ta đã nghe thấy tiếng nổ ở thành phố ven biển Tide và một số ngôi làng dọc biên giới israel libanon Căng thẳng bùng phát hôm 27 tháng 7 khi một quả tên lửa tấn công ngôi làng Maidan Sams của người Druze. Chính phủ Israel đổ lỗi cho Hezbollah về vụ tấn công, nạn nhân chủ yếu là trẻ em. Người phát ngôn IDF Daniel Hagari cho biết số người chết trong vụ tấn công đã lên tới 12 người. 19 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng. Theo ông, cuộc tấn công được cho là thực hiện bởi tên lửa Falak-1 do Iran sản xuất, phóng đi từ miền nam Lebanon. Tuy nhiên, nhóm vũ trang ủng hộ Palestine có trụ sở tại Lebanon đã bác bỏ các cáo buộc này và cho rằng sự việc là do tên lửa phòng không của Israel. Các chính trị gia Israel đã đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ trong suốt cả ngày lên án Hezbollah, lực lượng đã bắn đốc kết và đạn cối vào các mục tiêu quân sự và dân sự của Israel để đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hezbollah đã vượt qua mọi ranh giới đỏ Bộ trưởng Ngoại giao Israel Israel Katz cho biết cảnh báo rằng đất nước này đang bên bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện với Hezbollah ở Lebanon. Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc tại Lebanon, Jenin Harris Platchiot và chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Lebanon, Arondo Lazado, đã đưa ra một tuyên bố chung vào kêu gọi các bên kiềm chế tối đa và chấm dứt các cuộc đấu sống dữ dội đang diễn ra. Sự leo thang có thể châm ngòi trong một cuộc xung đột lớn hơn sẽ nhấn chìm toàn bộ khu vực trong một thảm họa không thể tin được, họ cho biết. Căng thẳng giữa Israel và Lebanon, tình hình ở biên giới Israel-Lebanon đã trở nên tệ hại hơn kể từ khi Israel bắt đầu các hoạt động quân sự ở giải Gaza vào tháng 10 năm 2023. Các thành viên IDF và Hezbollah đã bắn vào các vị trí của nhau hàng ngày. Theo Bộ Ngoại giao Lebanon, khoảng 100 người đã phải bỏ nhà ở miền nam đất nước do bị pháo kích. Ten Aviv báo cáo có khoảng 80 cư dân ở phía bắc bang Do Thái cũng rơi vào tình huống tương tự. Cao nguyên Cô Lan là vị trí chiến lược nhạy cảm. Cho đến năm 1967, Cao nguyên Cô Lan là một phần của tỉnh Kunecha của Syria, nơi sinh sống chủ yếu của Druze, một nhóm người Ả Đập có tôn giáo đặc biệt. Trong chiến tranh 6 ngày năm 1967, cũng như là chiến tranh Ả Đập Israel lần thứ tư năm 1973, Ten Aviv đã chiếm được 2 phần 3 lãnh thổ chiến lược này. Năm 1981, nhà nước Do Thái đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với khu vực này, nhưng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không công nhận quyết định điều này. Vào tháng 3 năm 2019, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công nhận Golan là lãnh thổ của Israel. Financial Times FT cho biết Mỹ, Israel và Ukraina đang đàm phán để cung cấp cho Kiev tối đa 8 hệ thống phòng không Patriot, còn được mệnh danh là lá chắn thép, nhằm kỳ vọng cải thiện đáng kể khả năng chống lại các cuộc không kích của Nga. Mặc dù chưa hoàn thiện nhưng thỏa thuận này có thể bao gồm các hệ thống Patriot sẽ được gửi từ Israel đến Mỹ, sau đó chuyển đến Ukraina. FT dẫn năm nguồn thạo tin cho hay thỏa thuận có thể đánh dấu sự thay đổi trong quan hệ của Israel với Moscow. Vào tháng 4 năm nay, Israel đã cho 8 hệ thống Patriot có tuổi thọ hơn 30 năm nghỉ hưu và thay thế chúng bằng các hệ thống tiên tiến hơn. Nếu thỏa thuận giữa Israel với Mỹ và Ukraine thành hiện thực, việc truyền giao sẽ đánh dấu một bước thay đổi trong khả năng phòng thủ của Ukraine. Ukraine hiện có ít nhất 4 hệ thống Patriot do cả Mỹ và Đức cung cấp. Ukraine thường xuyên yêu cầu các đồng minh phương Tây cung cấp cho nước này các hệ thống phòng không, đặc biệt là hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Tuần trước, Mỹ tuyên bố tạm dừng chuyển giao tên lửa đánh chặn Patriot cho các quốc gia khác để ưu tiên cung cấp cho Ukraine.